Hello các bạn, hôm nay mình sẽ review cái bộ cái túi đồ chơi xe cẩu, xe ủi, xe tải, xe máy xúc nha các bạn. Bạn thấy là cái bộ này khá là gote luôn ha. Bạn nào thích thì cứ comment bên dưới nha. Bây giờ mình sẽ khui hộp review cho mấy bạn xem nha. Rồi, wow, quá là đẹp luôn mấy bạn ơi. Rồi đây, bây giờ mình đã vừa unbox khui hộp cái túi đồ chơi này nha các bạn. Wow, chiếc xe tải này khá là cute luôn nha các bạn. Đây hình giống như một chú rùa đó nha mấy bạn, khá là đẹp luôn nha. Có đội cái nón màu đỏ nữa nè. Wow, quá là đẹp luôn mấy bạn ơi. Bây giờ mình sẽ review tới cái xe máy cuốc nha các bạn. Đây xe máy cuốc hình cái đầu một chú khủng long nha các bạn. Wow, chiếc xe này thì có cái phần thân là nguyên một chú khủng long trên đây luôn nha các bạn. Đang nằm trên một chiếc xe có phần đuôi nè mấy bạn ơi, khá là đẹp luôn nha. Ở bên trong là một chú khủng long con điều khiển chiếc xe máy xúc, máy cuốc này nè mấy bạn. Wow, cái này thì phần trên này có thể đưa lên đưa xuống nha các bạn, để mình cạp những món đồ nha các bạn. Wow, khá là đẹp luôn mấy bạn ơi. Rồi đây là cái chiếc xe cẩu nha các bạn. Xe cẩu khá là đẹp luôn nha các bạn. Wow, ở đây là cái phần móc câu của cẩu nha các bạn. Thì bên đây cũng có một cái chú khủng long để ngồi bên trong điều khiển luôn nha các bạn. Wow, thấy mấy cái món đồ chơi này, món nào cũng khá là đẹp luôn nha các bạn. Wow, mấy chiếc xe bồn này thì có một cái chú khủng long khác điều khiển nha các bạn, đội một cái nón màu tím luôn nè. Wow, quá là đẹp luôn các bạn ơi. Thì đi chung với mấy cái món đồ chơi này thì mình sẽ có một cái món phụ kiện, đó là một cái trục vít để mình vặn ra mình sửa chữa mấy bạn. Cái này thì mình chơi thời gian lâu thì mình mới định tới nha, còn mới chơi thì chắc mình nghĩ là chưa xài tới đâu, nên mình để đây nha mấy bạn. Bây giờ mình sẽ cho mấy bạn xem hết luôn những cái món đồ chơi của mình nha mấy bạn. Đây là cái bạn xe cẩu nha mấy bạn. Còn đây là cái bạn xe cuốc đây. Còn đây là cái bạn xe tải với lại xe bồn đây. Wow, quá là đẹp luôn mấy bạn ơi. Bạn nào thích thì cứ comment bên dưới nha mấy bạn. Giá hạt rẻ luôn nha. Mình mua cái bộ này review cho mấy bạn xem là giá chỉ có 110k thôi nha mấy bạn. Hôm nay video này mình review cái bộ xe cẩu, xe máy cuốc, xe tải, xe bồn cho mấy bạn xem nha. Mấy bạn xem video của mình nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh để xem thêm nhiều video mới của mình nha mấy bạn ơi. Chào tạm biệt các bạn.